Hoàng hôn dần buông xuống, cũng là lúc ánh đèn trong từng ngôi nhà nhỏ bắt đầu sáng dần lên. Ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này. Nếu phải trả lời câu hỏi, bạn mong ước điều gì nhất? Có lẽ sẽ là có thật nhiều tiền để mua sắm thỏa thích, được nhìn thấy những điều kỳ diệu, hay ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất. Rất giống nhé. Đối với tôi, xa gia đình lập nghiệp thì có một căn nhà nhỏ cho chính mình là điều mà tôi mong ước nhất. Tất nhiên là tôi đang ở trọ, và nhiều lúc điều đầu tiên tôi thấy khi về nhà là, và điều đầu tiên phải làm là lúc tôi chuyển đến thì cửa nhà vệ sinh đã bị người ta phá hỏng. Nấu mì gói không hề nhanh như tôi tưởng. Và còn vô số phiền phức khác. Không có chỗ phơi đồ, hàng xóm thì thường xuyên cãi cọ, và chưa kể điện nước sự cố thì chủ nhà ở xa cũng chẳng quan tâm tới. Nếu có một căn hộ dưới 1 tỷ dành cho người thu nhập trung bình như tôi, thì tôi mong muốn căn hộ đó nằm trong một cộng đồng văn minh, không cần quá gần trung tâm. Trong nhà mọi thứ phải được bố trí gọn và tiện nhất có thể. Phòng ngủ, phòng khách đều có ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện và thông thoáng. Riêng khu bếp thì đường dây rửa đồ, sơ chế nguyên liệu và nấu nướng cần gần nhau, có hệ thống hút mùi và không ảnh hưởng đến giao thông đi lại trong nhà.